Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 20 ngày 30 tháng 1 năm 2022. Vâng, cái trong cái giờ làm sẽ chơi game Dragon Ball như thế này các bạn. Đấy, chúng ta có những nhân vật như thế này chúng ta chơi. Ok. Ủa, Shiren, Cung Lơ. À, nhân vật mình sẽ lựa chọn nếu mà chiến đấu trong trò chơi này. Ok. そんなもん。お前の力はそんなもん。お前の力はそんなもん。貴様が強いことは十分に分かった。それでも俺は貴様に勝たねばならんのだ。 Get it!
もう終わりか。 なんだ、もう終わりか。 出せたな。お前らのセンスに合わせて名付けるとしたら、そう、スーパーサイヤ人ロゼ。